Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ngày 16 tháng 9, xuất hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Hồi 10 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 124,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, cấp 7, 39-61 km/h, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Đến 10 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía tây đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/h, di chuyển vào Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 8 giật cấp 10. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h, mạnh lên thành bão. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ sáng ngày 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 7, 50-60 km/h, giật cấp 9, 75-88 km/h, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m. Trong 3 tháng này, so với trung bình nhiều năm, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn. Trong đó, số cơn đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn và tập trung nhiều ở Trung Bộ, các tỉnh phía Nam. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông 4-5 cơn, đổ bộ đất liền 1-9 cơn. Đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, mưa lớn trong thời gian vừa qua đã khiến cho nhiều khu dân cư trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang phải đối diện với nguy cơ sạt lở rất cao. Và để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở, di chuyển người dân đến nơi an toàn. Và đồng thời cũng tiến hành thăm dò địa chất để đánh giá tình hình sạt lở để lên phương án xử lý khắc phục sạt lở. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Thôn Dốc Lỉnh, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Những tấm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm như thế này đã được treo ở phía trước cổng vào nhà dân từ nhiều ngày nay. Căn nhà của ông Lương Thế Tuyển đầy những vết nứt. Phía sau nhà cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, chỉ trực chờ đổ sập. Quá lo lắng bất an, gia đình ông Nghị đã phải chuyển toàn bộ đồ đạc, tài sản đi nơi khác. Phải di chuyển đi ra nhà người thân ở. Thì còn thực sự ở đây là cũng rất nguy hiểm. Trước hết là chúng tôi cũng đảm bảo với con người là chính. Chúng tôi lên từ năm 71. Nên đây thì đúng nha, chứng kiến là năm nay bắt đầu mới thấy cái sự việc này, sạt lở này. Thử lý làm sao mà nhanh chóng để cho chúng tôi quay về nhà chúng tôi để chúng tôi ở. Nhiều hộ dân ở thôn Dốc Lỉnh cũng bắt buộc phải di dời tài sản đến nhà người thân khi sạt lở ngày càng mở rộng và tiến sát căn nhà sinh sống bấy lâu. Hiện tại là không có chỗ ở, thế là phải di chuyển. Nó rất là bí cái nơi sinh hoạt hàng ngày. Thế từ hôm qua nay thì mang cụ đi, mang cụ lại, ở chỗ nọ đắp vất vào chỗ kia. Ai cũng chỉ mong mỏi là càng sớm càng tốt cho là gia đình có nơi ăn chốn ở rồi làm ăn rồi còn cả chăn nuôi nữa chứ không phải độc chuyển người đi đâu. Thế còn chăn nuôi trồng trọt. Theo Ủy ban dân xã Nghĩa Phương, năm 2022, tại khu vực này đã có hiện tượng sạt trượt. Ủy ban dân xã đã di dời tạm thời các hộ dân, tổ chức san gạt, cắt tầng cung sạt. Tuy nhiên gần đây, mưa lớn kéo dài khiến sườn núi tiếp tục bị sạt lở. Chiều rộng cung sạt khoảng 30 mét, chiều dài 60 mét, chiều cao khu vực đã sạt lở là 10 mét. Từ vị trí sạt lở đến nhà dân có khoảng cách gần nhất là 5 mét. Ủy ban huyện, Ủy ban tỉnh vào cuộc rất sát sao, đã có nhiều đoàn về kiểm tra, đánh giá cái mức độ nguy hiểm. Thì bước đầu thì đã xử lý bằng cái biện pháp tạm thời là dùng các cái bạt để ngăn ngừa nước thấm xuống các cái vết nứt. Thế và cũng đề xuất là cho thăm dò địa chất để thực hiện cái cắt băng tầng chống sạt lở. Nhưng tuy nhiên thì đang cao điểm trong mùa mưa bão thì phải khoan đánh giá xong thì sẽ thực hiện vào cái mùa khô. Biện pháp tại bây giờ thì cũng vẫn là tiếp tục đề nghị các gia đình là không ở cái địa bàn nguy hiểm nữa. Tại xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, vào mùa mưa thường xảy ra từ 7 đến 10 cơn lũ. Trong những ngày này, địa phương thường xuyên túc trực và đã có cảnh báo tới người dân để chủ động di chuyển an toàn.
huy động toàn bộ các lực lượng, kể cả người dân ở xung quanh khu vực mà bị ngập úng thì vẫn là cùng với cán bộ và nhân dân cùng thực hiện. Bên cạnh đó thì lực lượng dân phòng, lực lượng an ninh trật tự, lực lượng quân sự thì cử dân quân cùng tham gia phòng chống lụt bão. Chúng tôi đã có cái chỉ đạo là các cái xã thị trấn ở trên địa bàn là phải có cái ứng trực, cử lực lượng ứng trực thường xuyên, cắm biển cảnh báo và chặn chốt ở hai đầu để khi mà có nước tràn lên thì không cho người dân đi qua nữa. Ngập lụt, sạt lở đất đã và đang là nỗi bất an, lo lắng của người dân các địa phương, nhất là trong mùa mưa. Do đó, việc chủ động ứng phó và di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm là cần thiết để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra. Thưa quý vị, bão số 3 và ngập lụt đã ảnh hưởng rất nặng nề đến cuộc sống của nhiều tỉnh thành tại miền Bắc. Nhiều điểm du lịch bị thiệt hại đã buộc phải tạm đóng cửa. Và sau ngập lụt thì công tác khắc phục được nhanh chóng tiến hành và nhiều địa điểm du lịch đã bắt đầu hoạt động trở lại. Vâng, thời điểm hiện tại thì thời tiết miền Bắc đã nắng và khô ráo. Các điểm du lịch ở Sapa, Hà Giang, Yên Bái đã hoạt động trở lại sau nhiều ngày bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Theo thông báo từ Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, hệ thống giao thông cơ bản được đảm bảo. Một số địa điểm du lịch đã mở lại như khu du lịch Cáp Treo Phan Xipang Legend vào ngày 13 tháng 9. Các khu Thác Bạc, Vườn Đá Tả Phìn, Thung Lũng Xanh, Vườn Hồng Mộng Mơ, Suối Vàng, Thác Tình Yêu, khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, Bản Cát Cát mở lại từ ngày 14 tháng 9. Tại Cao Bằng, sau những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nước ở Thác Bản Dốc thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh vẫn đục nhưng đang được cải thiện. Cảnh quan cũng được chỉnh trang lại. Mù Căng Chải và Tú Lệ, Yên Bái, nắng ráo, các thửa ruộng bậc thang đã bắt đầu ngả vàng. Đường vào các điểm quanh khu vực này di chuyển thuận tiện, bao gồm đèo Khao Phạ. Một số tuyến từ miền xuôi có điểm sạt lở đang được chính quyền khắc phục. Tại Hà Giang, đại diện phòng truyền thông của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho hay, thời tiết đẹp và không có hạn chế nào đối với các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, hiện du khách hầu như vẫn chưa trở lại Hà Giang. Còn tại Hồ Ba Bể, Bắc Cạn và Hồ Na Hang, Tuyên Quang, nước vẫn ở mức cao. Các điểm du lịch, khu lưu trú quanh khu vực hồ còn ngập, nhiều nơi vẫn cần cứu trợ. Các tuyến đường quanh khu vực này cũng có nhiều điểm sạt lở. Thưa quý vị, bão lũ qua, nhưng những thiệt hại nặng nề để lại cho nhân dân toàn tỉnh Yên Bái là rất lớn. Nhất là đối với người nông dân, nhiều diện tích nông nghiệp, cây trồng vật nuôi đã không thể khắc phục được. Và giá trị thiệt hại đến giờ cũng chưa thể thống kê hết. Sau đây là phản ánh tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Nổi tiếng bởi những cánh đồng trồng rau an toàn, những ruộng lúa xanh bạt ngàn vừa mới hôm nào. Hôm nay, sau trận cuồng phong của gió bão, cánh đồng của nhân dân thôn Cống Đá, xã Âu Lâu chỉ còn lại là bùn đất. Một số ít cây hoa màu còn lại, ngoi lên cũng tiêu điều, sơ xác. Ruộng ngô của gia đình bà Nguyễn Thị Bình sau 4 ngày ngâm nước, giờ gần như không thể vớt vát được gì. Nhưng bây giờ thì cũng trắng tay rồi. Chả còn gì, đến cuối năm còn không biết là khôi phục đường nối như thế nào. Ra thăm ruộng lúa đang vào mẩy, bà Đinh Thị Kim Anh không khỏi bất ngờ và xót xa. Tất cả gần như đã bị chôn vùi dưới bùn đất. Cả gia đình bà trông vào hơn 4 sào ruộng, giờ mất trắng hoàn toàn. Cuộc sống trước mắt không biết trông chờ vào đâu. Quá là đau xót, xót xa vì mất bao nhiêu công sức vào đây chăm bón, bao nhiêu công chăm bón vào đây mà được hạt lúa bây giờ đã có chỗ quay ngang, có chỗ đã đốm đuôi, có chỗ thì bắt đầu rỗ vào chắc. Mà coi như thế sau một cơn lũ thì coi như giờ này là không còn cái gì nữa, mất trắng. Còn đối với gia đình ông Nguyễn Xuân Hùng, không chỉ thiệt hại, sập đổ hết chuồng trại chăn nuôi, toàn bộ diện tích hoa màu cũng mất trắng. Xót xa trước vườn chanh tứ thời, những cây bưởi đang vào vụ thu hoạch bị tàn phá. Bởi nước và bùn, mấy ngày hôm nay tiếc nuối. Ông Hùng đã dùng mọi biện pháp để khắc phục như xả bùn, tưới cây, nhưng hy vọng rất mong manh. Nói chung là mất hết, nó không thể sống được nữa, vì nó lên tận ngọn này còn đâu mà nó sống. Kể vì cây chanh này, nó lên là nó vùi sâu mà nó lâu không thoát thì nó chết hết. 3 tháng trông cây không một ngày trông quả, coi như lũ, coi như thế là hỏng hết rồi. Của bà con nhân dân đã đương quay ngang rồi đây. Suốt 4 ngày bão lũ, khắp các cánh đồng của các thôn Cống Đá, Cửa Ngòi, Đồng Đình và Đoàn Kết, xã Âu Lâu, nước ngập mênh mông, ước khoảng gần 35 hectare lúa và gần 15 hectare hoa màu của bà con nông dân đã bị thiệt hại hoàn toàn. Hầu hết, những chỗ nước rút, giờ chỉ còn lại là bùn đất,
và cây cối thì héo úa, đổ rạp, không có khả năng khắc phục. Trước những thiệt hại này, xã Âu Lâu đã khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống, gấp rút triển khai việc thống kê thiệt hại của các hộ, kiến nghị các cấp hỗ trợ thêm vì những thiệt hại về nông nghiệp hiện nay đang nằm ngoài khả năng của địa phương. Về trước mắt phương án thì thứ nhất là sẽ vệ sinh lại ruộng đồng, khơi thông phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú là sẽ khơi thông lại cái hệ thống kênh mương để đảm bảo về cái nền cho cái phục vụ cái diện tích sản xuất của những cái mùa tiếp theo. Những cái thiệt hại trên về nông nghiệp trên địa bàn xã Âu Lâu là tương đối là lớn. Xã Âu Lâu cũng rất mong nhận được cái sự giúp đỡ của các Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng khác về hỗ trợ về cây con giống và cũng hướng dẫn bà con nhân dân khôi phục lại sản xuất dần dần để đảm bảo đời sống của nhân dân sau này. Theo thống kê mới nhất đến thời điểm này, tổng diện tích cây trồng toàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, ảnh hưởng gần 5.500 hectare. Trong đó, diện tích lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng gần 3.400 hectare. Thiệt hại về chăn nuôi có tới trên 7.000 con gia súc và trên 203.000 con gia cầm bị chết, gần 500 hectare diện tích nuôi cá truyền thống bị lũ tràn qua và vỡ bờ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đang nỗ lực chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung triển khai các biện pháp tối ưu khắc phục, góp phần giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức khơi thông dòng chảy, động viên bà con chăm sóc, dựng buộc lại những diện tích lúa, cây màu bị hỏng, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích cây,